Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một ngày đi học của mình. Ở đây sẽ đi học như thế nào nhé. Từ nhà mình thì đi bộ qua trường tầm khoảng 5 phút đến 7 phút. Khoảng thời gian đó. Bây giờ thời tiết ở bên ngoài khá là se lạnh các bạn. 7-8 độ C à. Thật sự rất là lạnh luôn, không? Mặc áo khoác dày như thế này đấy. Bây giờ mình đang đi tới trường. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết nhé, một ngày đi học của mình nhé. Let's go. Bây giờ mình sắp tới trường rồi nè bạn. Đây cái bảng trường màu hồng hồng đó, đấy cái cổng trường của mình đó. Ở đây thật ra trường học các bạn, mình cứ nghĩ như là Việt Nam mình nữa, một cái hai ba dãy tòa nhà này nổi rộng to lớn. Thật ra trường ở đây hả, nó chỉ là một cái tòa nhà, nó cùng cao tầng. Tại ở Nhật này dạng đất chật người đông mà các bạn, đâu có xây nhiều gì đâu. Đây là trường học của mình đây. 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 Đây là trường học của mình, cái tòa nhà này đây nè. Đấy. Bây giờ đi vào trường nhé. Việc đầu tiên khi đi vào trường này là phải lên cầu thang bộ các bạn. Lên tầng 2 để mà ghi nhiệt độ. Này các bạn, đây là cái bảng nhiệt độ nè. Mỗi lần vào là phải ghi bảng nhiệt độ như thế này. Đây là thời khóa biểu của trường đây. Mỗi lần vào là phải check thời khóa biểu như thế này. Xem nay học những cái gì, có thay đổi hay không. Hajimasu. Sau đó là tiếp tục đi lên tầng 3 lấy tập vở, tập sách sẽ để trong đây, trong tầng 3 này đây các bạn. Đây là phòng thay đồ mà lấy tập vở, sách bút. Đây là cái tủ của mình đây, cái tên mình. Nó khá là bề bộn các bạn, chỗ này các bạn không nên xem nhé. Bây giờ lấy tập vở, sách bút để đi học đây. Đây, khóa lại. Đây là cầu thang máy. Mình học ở tầng 7 rồi. Bây giờ sẽ đi lên tầng 7. Hay đâu giờ. Bây giờ đây là phòng học của mình. Bây giờ bước vào học. Hajimasu. Cái máy anh đang quay. Đây các bạn, mỗi lần vô đi học ở Nhật là phải vô chào. Chào từ trong nhà ra phố chợ, chào từ dưới cổng trường, chào lên tới trên lớp.
thật là tao nè. À đó là tôi quay rồi. Đây nè các bạn thấy không, mỗi lần vô lớp học cho lớp Nhật trong đây á phải chào vậy đó, chào từ ngoài cổng trường mà chào vô tới lớp học các bạn thấy rất là mệt mỏi. Nó luôn á, bụi đầu dơ lắm mấy bạn. Xong rồi chào từ chào rồi xong đi về, còn thuốc keo nữa chứ. Đi về á, cái đứa ở chơi hay qua ghê á. Đi về thì cũng phải chào mà từ trong lớp học mà chào ra tới ngoài cổng trường, thật sự rất là mệt mỏi luôn á các bạn. Chắc là ở Việt Nam á mình không có chào quen rồi hay sao, mình qua đây mình thấy cái công việc cái công việc chào này nó rất mệt mỏi đối với mình luôn các bạn. Không biết các bạn thấy như thế nào, mình xin nó mình à đây ở Nhật đi học các bạn thì 9:10 mới bắt đầu vô học các bạn. Giờ ở Nhật rồi nè, bây giờ 9:00 đi sớm 10 phút luôn á. Đây các bạn, đây là sách học ở Nhật này. Sách học ở Nhật này là một sách dày, ở đây nhiều sách như thế này. Chữ thì toàn là chữ Tàu, chữ Tây, chữ gì đâu không, thật luôn. Mình thích vậy đó. Đây là cái môn tính toán nè, hồi xưa thì mình rất học giỏi toán các bạn à. Ừ, nhưng mà có tính đâu, nó tìm lập cái bài giải ra, nó giải, nó coi trước xong nó mới giải theo ấy. Nhưng mà bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Mình mặc dù khả năng của mình tính toán nó không còn nhạy bén như xưa nữa, nhưng mà dù gì cũng hơn con nhỏ này. Này. Đây sách rồi đây các bạn, chữ rồi nè, nhìn nè. Toàn là ba cái chữ gì đâu không à. Nó sàng lập bài giải. Bài giải cho coi chứ. Quay đi. Mà thật ra cái mục đích mà mình đi học. Đây. Thật ra cái mục đích mà mình đi học các bạn à, chủ yếu là mình coi cái trường dạy cái gì, mình sẽ học những thứ mà trường không dạy, mình học gì đam mê thôi chứ vô đây ngồi cho vui vậy thôi. Lần đầu tiên mình thấy cái máy này mình cũng biết máy gì á, lạ cho nên nhìn đó. Thế là hả, cái máy này là cái máy soi coi trí tuệ nhân tạo, soi coi những người có học giỏi hay không á. Ừ. Đúng không? Đây. Đây là con bé ngồi kế lớp mình là mình hay chỉ bài nó này các bạn. Thật luôn á. Nói chung á mình học thì cũng không được giỏi đâu, nhưng mà con bé này thì tại vì nó là cái dạng đứng giỏi nhất lớp từ dưới điểm lên, nên phải chỉ nó, phải kèm cặp cho nó như sao vậy. Cái nào đọc kanji không được phải chữ này đọc sao mày. À cái đứa thì đó thì bạn đó, mình chỉ nó đọc kanji rồi đó các bạn, nó đang kể vậy đó. Ok. Đây là giờ học xong rồi ra chơi nè các bạn, học 1.5 tiếng đồng hồ. Đây là ra chơi. Sau khi 1 tiếng học đồng hồ và ngủ nghe đã trong lớp rồi thì bây giờ là bắt đầu ra chơi. Đây học những môn tính toán như thế này. Thầy giáo đâu? Hả? Đây là thầy giáo kỳ. Mấy đứa xin nước què, mấy đứa hôi lắm. Ông này nghiện TikTok nhất lớp này. Đây là các bạn. Sau học cứ 1.5 tiếng đồng hồ, những cái giờ học căng thẳng tính toán thì bây giờ đem mất hết đó. Thật ra chủ yếu học cái này học cho vui vậy thôi, chứ mình biết thế nào cũng thi lại rồi, vô ngồi giữ giờ cũng lớp. Ngoài ra thì đây thầy đã phát cho những bài tờ báo đọc báo trong lớp rảnh rỗi không biết làm gì. Đây thầy phát báo cho đọc các bạn, cũng may quá. Cũng may là báo này các bạn không có là người Việt Nam phạm tội. Chứ nếu mà có người Việt Nam mà phạm tội trên mấy tờ báo này chắc trốn kiếm cái lỗ nào chui luôn. Chứ làm sao? Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đấy, trong lớp thì ngồi bàn ăn lẩu, ăn nướng các kiểu, trong khi học thì thi lại để tiền đóng tiền. Đấy, không tiền đóng tiền thi lại đó thì đi ăn đi, không đâu vô lớp bàn đi ăn uống này nọ các kiểu, không có học hành cái gì hết trơn á. Đúng không, cái lớp này thì học hành nghiêm túc và chỉ có mình thôi, rất là nghiêm túc trong việc học hành. Đó
Chị này là chuyên gia thi lại trong lớp và rủ các bạn thi lại. Nhưng rất tiếc các bạn đậu, còn chị thì rớt. Cuộc sống là thật là định mệnh như thế. Lúc mà chưa thi lại, chị này là cho cái điều hy vọng nhiều nhất. Em cứ thi đi, rớt thì thi lại có sao đâu, này cái kiểu á. Đây là cờ rớt. Cờ rớt tối ngày ngồi chơi game không à. Thiệt luôn á. Thế mà nó lại đổ, còn mình thì học viên lại tạch. Đấy, thế mà người bạn ấy chơi game vậy đó chứ học giỏi nhất lớp. Tài thôi, bởi vì Hường Tài nó đã thoát đấu rất là nhiều trong thời gian hè. Trời. Nó rủ đi nhậu nó cũng không đi mà. Thật luôn. Em mất học em quyết tâm để đổ cho điểm nó tự hào về. Ba cái chuyện đậu học hành mà đậu đó là chuyện bình thường, phải không chị, phải không?